nó làm tốt gì mình hái nó thôi, nãy mình cho gà mình ăn thôi, nhưng mà nói chung là dễ ăn lắm, không được nhằn rồi đó mà. Nơi lá mận tốt không mà mưa đó mà mưa tốt gì mình hái nó thôi, nãy mình cho gà mình ăn thôi, nhưng mà ngon quá thấy thấy ham luôn, nãy cho gà nó ăn thôi, con gà nước con gà đẻ rồi. Nhưng mà ăn chung dễ ăn lắm, không được đó, ăn nhiều đủ không, giờ mình vô chuồng mình cho nó ăn. Cách mình chọn nó tìm đá cho nó ăn rồi. Sẽ luôn có nhìn lá mà nói chung là nghe là trồng cây chứ nè, dùng là trái này người ta cũng ăn có rất nhiều phổ biến luôn, mà cho gà ăn chưa chưa thấy ai cho thì mình cho gà nó ăn không, trái thì người ta cho ăn rồi mà lá thì chưa thấy cho ăn, nhằn rồi đó mà. Xong rồi đi kính nhằn nó nhằn rồi nhằn rồi cho đi, lá nào nó cũng được được, cây nào cũng ăn được, suy nghĩ sức nhỏ là lá lá lầm lá còn trời nắng thì mưa thì tị thôi, ví dụ như gà con người cấp rộng thì mưa thả thì mình người đi làm có thời gian chăm thì nhốt, còn người nào có thời gian chăm thì thả, cứ thả bình thường, mình cứ thả bình thường không sao.
ăn. Người có cái tính ăn cũng được, trứng trứng sữa thịt là những cái thứ mà thiên nhiên ban tặng, thiên nhiên ban tặng không đủ thì mình nuôi, nuôi tự, nuôi tự có nguồn thức ăn, nuôi mình bán thôi, nuôi mình bán thôi, bán thôi. Sống không được cũng sao đẻ được, nên phải có cái nguồn ăn, cho ăn, cho ăn uống thường xuyên mới được. Em cho ăn uống thường xuyên làm gì có sức khỏe, làm gì có trứng mọi người ăn. Mái không được, con trống được, còn trống thì mọi người hay có mục đích sử dụng nuôi thôi. Bữa mình nuôi trống trống cái mái chung luôn, bữa trống mái chung quen được, quen quen ở chung với nhau thích ăn lộn. Chia sẻ cái đó ăn rất nhiều ổn rồi. Mấy gà này quen thuộc với mình quá, ngày nào cũng được lên trên mạng, ngày nào cũng thấy ra. Mấy con gà này thì nói chung là chết, chết cũng ảnh hưởng về rẻ, chết cũng rất là ảnh hưởng, thiếu dinh dưỡng, cứ chết không no thì nó cũng không đẻ, chết quá không đẻ, mình phải cẩn thận. Nuôi này tạo một môi trường sạch sẽ, cân bằng, thoải mái, nó phát triển mạnh. Mà nó chết gọi là nó không lẽ nè, ăn không có ăn chứ không lẽ. Bấm gơm rồi chống vào máy vô kìa, thì sẽ ăn clip bộ không. Rồi video kết thúc mọi người.
người có một người làm việc của bé mình không nha, anh đăng ký kênh nông thôn nha, bé mình ra những lúa mới hay hơn về chăn nuôi, tại vì cái này là chỗ đề hẹp nên lâu lâu sẽ chia sẻ hàng cho mình được thôi. Mình muốn nước cho gà nó uống. Bye bye.